Xin chào tất cả các bạn, mình chào mừng các bạn đã đến với kênh xe máy nhập khẩu Bình Dương. Mình đây là Kim Ngân. Thì ngày hôm nay Ngân sẽ giới thiệu cho các bạn với một dòng xe mà cũng trong nước nhưng mà được các bạn trẻ cũng rất là yêu thích. Và trong quá trình mà Ngân nhắn tin chăm sóc khách hàng ở trên Zalo thì khách hàng hỏi nhiều rồi về các dòng xe này. Đó là hôm nay Ngân sẽ giới thiệu về dòng xe Rider và Exciter. Hai dòng xe này là dòng xe chuyên về thể thao. Ở bên tay phải của Ngân đây là chiếc xe Rider. Thì Rider này phụ kiện là mình được nhập khẩu từ Indo nhưng mà lắp ráp tại Suzuki Việt Nam nha. Mẫu mà Ngân đang giới thiệu cho các bạn này là mẫu 2021, mẫu xe mới nhất, mới ra nhá. Thì cái dòng xe này bây giờ Ngân sẽ điển qua sơ sơ về thông số kỹ thuật của từng xe nha. Ở chiếc Rider thì mẫu mới nó sẽ ra thêm được 3 màu, là màu đen đỏ, màu xanh đen cam và màu xanh mờ nha các bạn. Còn các mẫu cũ của năm 2020 của mình đó là xe màu xanh GB, đỏ đen, đen cam, trắng xanh và xanh mờ. Cái này là dòng xe Anormal nha. Hummer Anormal thì cái này sử dụng động cơ là DOHC 4 thì 4 van và 6 cấp. Mã lực là 18,5 mã lực. Nó được làm mát bằng dung dịch nha các bạn. Xe là xe full xăng điện tử, tiết kiệm nhiên liệu nha. Với kiểu thiết kế của nó thì nhanh, gọn, nhẹ và linh hoạt. Về chiếc Exciter á, thì nó cũng được sử dụng là 4 thì 4 van, nhưng mà động cơ của nó là SHC nhá, làm mát cũng bằng dung dịch. Đồng hồ của hai chiếc này là đều sử dụng là đồng hồ LED hết nha các bạn. Ở bên đây, để Ngân bật cái đồng hồ lên cho các bạn xem này. Chiếc đồng hồ của nó thì nó hiển thị đầy đủ, thứ nhất là về thời gian, đo quãng đường và đo nhiên liệu nha. Các bạn cùng xem. Bây giờ Ngân sẽ báo giá cụ thể cho mình ha. Thì chiếc xe Exciter màu xanh GB này có giá hiện tại là 40.500.000. Với cái dòng xe này á, thì các bạn khi mà Ngân đã đặt ra cái số tiền trả góp thì các bạn chắc là sẽ ngạc nhiên. Chỉ cần 5 triệu thôi là mình đã sử dụng được em nó rồi. Exciter thì chỉ cần trả trước là 5 triệu. Ở phía dưới này là chiếc phiên bản GC Exciter màu trắng đỏ nha. GC thì nó có các màu như là đen nhám nè, xám cam nè và đỏ nhám, và màu này là màu trắng đỏ. Giá của phiên bản GC thì nó thấp hơn chiếc GB là 500.000. Chiếc này là 40 triệu. Trả góp từ 5 triệu trở lên nha các bạn. Xe Exciter GB này á, thì bên Ngân có độ thêm một số phụ kiện như là chống trộm. Chống trộm thì bên Ngân đang có chương trình giảm 50% nên các bạn cứ yên tâm nha. Baga này là baga titan. Và có xi nhan độ vào nhé. Xi nhan này là xi nhan kiểu nè. Có chống đổ nữa nha. Chống đổ khi mà quá trình mình đi á, xe nếu mà có ngã thì có chống đổ thì nó sẽ giảm chảy xước cho mình ha. Ở đây là chiếc Rider 2020 màu cam đen. Nói chung á, là nhìn chung thì 2021 với 2020 nó ra thì nó cũng tương đồng với nhau thôi. Nó chỉ khác nhau một số điểm, là thứ nhất là về cái tem nè, cái tem ở bên này. Tem đây là chữ Suzuki. Còn bình thường cái dòng mới ra á, dòng 2021 á, thì cái tem của nó là chữ Rider nha. Cái màu này trông rất là lạ và độc đáo đúng không các bạn? Sử dụng màu xanh đen cam. Mâm của nó là mâm cam, này là mâm zin luôn. Và cái điểm thứ hai đó là cái rè ở phía sau các bạn. Cái rè ở phía sau thì cái dòng xe mới này nè, nhìn nó gọn hơn. Là cái thiết kế cái rè nó sẽ thẳng tắp như thế này đúng không? Còn cái rè mà 2020 đời đầu á thì nó ra là nó sẽ vĩnh dâm một chút ở phía dưới. Về thông số kỹ thuật thì nó tương tự nhau thôi. Nó chỉ khác nhau một số điểm như vậy thôi. Chiếc xe này thì bên Ngân đang bán với giá là 47.500.000. 2021 hoặc là 2020 thì giá của nó đều bằng nhau hết, là 47.500.000. Và các bạn mua trả góp thì chỉ cần trả trước từ 8 triệu trở lên. Về thủ tục hồ sơ góp thì vô cùng là đơn giản thôi. Chỉ cần chứng minh
bằng lái xe hoặc là chứng minh và hộ khẩu. Thì Ngân, các bạn cần biết thêm chi tiết nhiều hơn về các dòng xe thì các bạn hãy kết bạn vào Zalo của Ngân và số điện thoại mà Ngân để dưới phía link nhé. Để Ngân đọc lại cho các bạn cùng là 0981258900. Thì bên Ngân á, ngoài những dòng xe trong nước thì bên Ngân có bán thêm các dòng xe nhập khẩu như là Sonic, Sachia, Vario và những Honda, Yamaha, Suzuki nha. Các bạn yêu thích các dòng xe nào thì hãy comment và kết bạn Zalo nhắn tin cho Ngân nhé. Ngày hôm nay thì Ngân chỉ giới thiệu sơ qua, tại vì trong quá trình nhắn tin thì các bạn hỏi nhiều về hai cái dòng xe trong nước này thì Ngân chỉ giới thiệu sơ qua vậy thôi. Ngân xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.